Trung Hoa là một đất nước có diện tích rất rộng lớn, dân số thì đông vô kể. Chính vì vậy mà kho tàng văn hóa của xứ sở tỷ dân cũng phong phú và đa dạng vô cùng. Kho tàng cổ đại ấy đã trải dài từ truyền thuyết của các vị thần, những giai thoại của các anh hùng, thậm chí là cương thi, tưởng chừng như giặt dẹo và ghê tởm cũng có những giai thoại riêng. Không nhiều thì ít, văn hóa dân gian ở khắp các lục địa trên thế giới đều có sự hiện diện của loài quái vật xác sống. Ở phương Tây, chúng ta có nam tước Dracula hay Zombie gắn liền với những giai thoại về ngày lễ Halloween. Phương Đông lại tồn tại truyền thuyết về cương thi. Trong những câu chuyện dân gian, cương thi là những sinh vật vô hồn vô phách. Về căn bản, chúng có tuổi thọ vô hạn, chỉ cần không xuất hiện dưới ánh nắng mặt trời, vì vậy mà những xác sống thường chỉ xuất hiện vào dịp trăng tròn hay những đêm trời tối. Thế nhưng, sử sách Trung Hoa lại có ghi chép về sự tồn tại của 4 cương thi vượt qua mọi quy luật và có thể tùy ý sử dụng sức mạnh ngay giữa ban ngày. Chúng chính là những cương thi thủy tổ, những xác sống đầu tiên trong thần thoại Trung Hoa, đó là Doanh Câu, Hạn Bạt, Hậu Khanh, Tường Thần. Và hôm nay, hãy cùng mình tìm hiểu về một trong số này, đó chính là Hạn Bạt. Hạn Bạt xuất thân là con gái của hoàng đế. Trước khi được gọi là Hạn Bạt, nàng còn được biết đến với cái tên Nữ Bạt. Ngoài của nàng không giống người, nhưng dịu dàng và thướt tha đến lạ. Nàng thường mặc một bộ quần áo màu xanh, đầu như kim kê, mặt như trăng tròn, người như rắn xanh, hai cánh như khổng tước, chân có móng như gà. Dung mạo nàng có phần dị thường, nhưng chưa có vẻ gì là giống một sắc sống như trong truyền thuyết. Nàng còn rất thiện lương. Vậy do đâu mà một thiên nữ cao quý lại trở thành quái vật khiến cổ nhân kiêng sợ đến vậy? Cơ sự phải kể đến trận chiến trong truyền thuyết giữa Sivu và hoàng đế. Sivu là đại ma thần được nhắc đến nhiều nhất. Tên ma thần này vốn mình người đầu trâu, trên đầu có cặp sừng sắc nhọn, cứng như thép. Sau lưng có mọc hai cánh, khắp người hắn tua tủa là lông, sắc bén vô cùng. Không chỉ tướng mạo hung tợn, Sivu còn nổi tiếng là tên ma thần độc ác, lại là chiến thần hùng mạnh, tinh thông nhiều phép thuật. Theo một số ghi chép cổ, Sivu có một sức mạnh như vậy là do được hưởng thần khí từ bàn cổ phù. Ngoài ra, hắn là kẻ giỏi chế tạo binh khí, giáo dài, cung tên, diều chiến, đủ để trang bị cho đội quân nhân thú của hắn. Dưới trướng của Sivu là 81 người anh em, có thân hình mạnh thú, đầu đồng chắn sắt, ăn sỏi đá, 8 tay, 9 chân, sức mạnh chỉ sau Sivu. Với binh chủ là ma thần Sivu, bộ tộc cửu lê của hắn rất hùng mạnh, thường đem quân đánh chiếm các bộ tộc lân cận. Còn về hoàng đế, ông là thủ lĩnh của bộ lạc ban đầu sống ở vùng Cơ Thủy thuộc Tây Bắc Trung Quốc, sau rời tới vùng Trác Lộc để bắt đầu định cư, phát triển chăn nuôi và trồng trọt. Khi hoàng đế lần lượt đánh bại các bộ tộc và thành lập nên bộ tộc mạnh nhất ở lưu vực sông Hoàng Hà và đặt tên là Hoa Hạ tộc. Cùng thời điểm, cũng có một vị thủ lĩnh khác là Viêm Đế, ban đầu cư trú tại vùng Khương Thủy ở Tây Bắc Trung Quốc. Theo truyền thuyết, Viêm Đế có quan hệ thân tộc với hoàng đế, nhưng sự phát triển của hai bộ lạc thì lại trái ngược nhau. Trong khi bộ lạc của Viêm Đế ngày càng sa sút thì bộ lạc của hoàng đế lại rất thịnh vượng. Sự bành trướng lãnh thổ của hoàng đế khiến tộc cửu lê của Sivu nổi loạn, không chịu thần phục. Hắn không muốn bị thôn tính bởi Hoa Hạ tộc nên đã tập hợp 81 anh em của mình để lật đổ hoàng đế. Bên cạnh đó, không ngừng chiêu mộ bè lũ ma quỷ, trốn rừng sâu và đám người Miêu ở phương Nam cùng châm ngòi cuộc đại chiến hai bộ tộc cửu lê và Hoa Hạ tộc. Có rất nhiều dị bản liên quan đến thế trận của cuộc chiến. Hoàng đế chịu sự công kích từ sức mạnh của Sivu lẫn các trợ thủ khác của hắn là đại ma thần Hình Thiên, Khoa Phụ, Cộng Công, Bình Ế. Nhờ vậy mà Sivu liên tiếp đánh bại Hiền Viên hoàng đế ở 72 trận. Thế nhưng lại có một ghi chép khác nói rằng trong hàng ngũ của hoàng đế có 6 loài dạ thú vốn là thú nuôi ngày thường của hoàng đế. Khi xung trận, những con thú này là món hàng đắc lực khiến Sivu nhiều phen khổ đốn. Có người cho rằng 6 loại dạ thú trên thực tế là 6 thị tộc mang tên của các dạ thú đó. Dù diễn biến có hơi khác nhau, nhưng sự xuất hiện của Hạn Bạt hay lúc này vẫn còn được gọi với cái tên là Nữ Bạt thì không sai lấy một ly. Sivu lại mời 2 trợ thủ đến để giúp thần gió Phong Bá và thần mưa Vũ Sư để tiếp sức. Hai kẻ này dùng phép hô mưa gọi gió. Hoàng đế bỗng thấy mặt trời tối sầm, sương mù dày đặc, lại thêm cuồng phong dữ dội, sấm sét liên hồi, gây khó khăn không ít. Hoàng đế theo đó cũng không nào núng mà phái chuyên gia thời tiết là Ứng Long ra nghênh chiến. Ứng Long là con rồng có cánh duy nhất trong lịch sử thần thoại Trung Hoa. Hiển nhiên, ông cũng có thể điều khiển mưa rồng, bão tố. Thế nhưng, khi song kiếm hợp bích của Phong Bá và Vũ Sư quá mạnh, Ứng Long cũng nhanh chóng thất thủ, diện với bão lũ, sấm chớp. Nói rồi, hoàng đế để cho Nữ Bạt xuống, nàng xuất hiện tỏa ra nguồn nhiệt lượng lớn vô cùng, cây cỏ cách đó mấy trăm dặm cũng trở nên khô héo, đất đai nứt nẻ, mạch nước bốc hơi, sấm chớp thì im bặt, biển nước phút chốc hóa thành hơi nước. Nhân lúc quân của Sivu đang hoảng loạn, Ứng Long bay lên trời và giết gần hết anh em của Sivu, rồi bắt sống được hắn. Sivu bị gông cổ dài đến trước mặt hoàng đế và bị xử tử ngay tại Trạc Lộ. Các thị tộc dưới trướng cùng Hoa Hạ tộc giành chiến thắng vang dội. Có thể nói, chiến thắng này công rất lớn là nhờ Nữ Bạt, nhưng đó cũng là công trạng duy nhất và cuối cùng của nàng cho nhân loại và hoàng đế. Bởi trước khi xuống góp sức với cha mình, nàng vì quá lo lắng cho trận chiến mà đổ bệnh. Bệnh tình của Nữ Bạt hết sức nghiêm trọng. Dựa theo sự giải thích của Vu Sư, lúc đó thì Nữ Bạt không có thuốc nào cứu chữa được.
Ngay lúc bệnh tình của nữ bạt trở nguy, ba phần hồn phách của Hồng phá phong ấn của nữ oa cùng Phục Huy trốn thoát. Tương truyền, Hống là sinh vật cư ngụ ở Đông Hải, nó có sức mạnh phi thường, có thể bay lượn, vẻ ngoài giống ngựa nhưng có vảy, quanh người có vòng lửa, cực kỳ hung dữ. Tương truyền, khi giao đấu, loài rồng cũng phải sợ lửa của nó. Vì thế, có thể xem Hống còn mạnh hơn cả rồng, dân gian coi Hống là tổ tiên của loài kỳ lân. Vì để trả thù nữ oa, một phần hồn phách của Hống lén lẻn vào phòng của nữ bạt, nhân cơ hội đoạt được thân thể của nữ bạt. Thế nhưng, phần hồn phách này của Hống không hoàn chỉnh, cho nên nó không hoàn toàn khống chế được nữ bạt. Hống vì muốn cướp lấy thân thể của nữ bạt, liền đem hồn phách của mình dung nạp cùng ba hồn bảy vía của nữ bạt. Sau khi dung hợp, nữ bạt liền xảy ra dị biến. Tóc của nàng bắt đầu hóa trắng, khô lại rồi rụng sạch. Trán của nàng hằn lên những vết nhăn nhúm, cả cơ thể khô quắt lại vì nước trong người bốc hết hơi. Bởi vì hạn bạt là do hồn phách của Hống cùng nữ bạt dung hợp hình thành, cho nên hạn bạt vẫn lưu lại ký ức của nữ bạt. Cũng một phần nhờ Hống, sinh vật sở hữu ngọn lửa khiến rồng cũng phải kiêng nể, nên trong trận chiến với Sivu, hoàng đế mới có thể đảo ngược thế trận. Sau trận chiến, vì bị yêu khí của những yêu quái tham chiến, nên khi hoàng đế dẫn theo chúng thần bay lên trời, thành lập thiên đình, nàng không thể bay lên theo phụ thân mà chỉ có thể ở lại nhân gian. Thế nhưng, vốn nơi đây không phải là nơi để nữ bạt ở lại, vốn đã là vị thần hạn hán, là thiên tai khiến nhiều nơi rơi vào cảnh lầm than. Nữ bạt dần được trở thành biểu tượng cho sự thống khổ mà bá tánh phải gánh chịu. Mỗi nơi nàng đi qua là nơi đó biến thành những đồng cỏ khô quắt, những con sông cạn nước, đói khát và mất mùa theo đó cũng tràn lan vì dân chúng không thể trồng trọt. Vì vậy, cũng chẳng thể có cái gì bỏ vào bụng. Bách tính không thể chịu nổi, bèn lập đàn tế, tâu chuyện lên hoàng đế. Ngài lệnh cho Ứng Long xuống trần, lưu đầy nữ bạt đến vùng hoang vu phía bắc, nhưng vốn là trần đi nên nữ bạt thường xuyên trốn ra ngoài đi dạo nhân gian, gây ra hạn hán khắp nơi. Từ đây về sau, thiên nữ bạt trong các điển tích lịch sử dần trở thành cơn ác mộng với cổ nhân. Lúc bấy giờ, có sự kiện 10 mặt trời cùng tồn tại, cứ một mặt trời thì lại chiếu một ngày. Và cứ thay phiền như vậy trong vòng một ngày, sự thống khổ của bá tánh thậm chí còn kinh khủng hơn so với những gì mà nữ bạt gây ra. Để cầu mưa, họ bèn nghĩ ra kế lừa bắt nữ bạt để làm vật tế, và theo sau đó là những nghi lễ tàn độc đến mức rùng rợn. Đó cũng là chương khởi đầu cho hạn bạt, một trong tứ đại cường thần. Sau khi bị bắt nốt trong bóng tối, đến nửa đêm khuya, nàng bị kéo lên đàn tế. Các phù thủy lột sạch y phục của thiên nữ, dùng máu rết bôi khắp cơ thể. Chúng bịt kín mắt, rồi dùng nan tre khắc vũ sư bí quyết lên người nữ bạt, dùng lưu hoàng và bí dược bôi lên để vết khắc không thể kịp lành. Đợi mặt trời vừa lên đỉnh, chúng mở mắt nàng ra, đôi mắt nàng nứt toạc, máu tươi phản ứng với bí dược trên người. Thân thể nữ bạt biến thành ngọn đuốc sống và cứ thế cháy cho đến khi gần chết, phù thủy lại mở bụng nàng ra, bỏ vào đằng xa. Khoác lên bộ váy xanh, đặt nàng vào một quan tài đặc chế chôn ở hướng cử tử. Cũng ở chỗ này, giết 9 con trâu, 9 con hươu, niệm chú suốt 3 ngày 3 đêm rồi mới bắt đầu cầu mưa. Nữ bạt khi chết, tay phải che nửa mặt, mặt hướng về phía 10 mặt trời, bộ dạng thê thảm đến thương. Từ đây, nữ bạt chính thức trở thành hạn bạt. Vận mệnh tàn khốc đã khiến nữ bạt rơi từ một thiên nữ cao quý thành sinh vật vô hồn, vô phách, biểu trưng cho cơn hạn hán không điểm dừng. Trong hạn bạt là nỗi oán hận không thể lành lại với nhân giới. Cũng từ đó, mỗi khi hạn bạt xuất hiện, thường kéo theo những đợt hạn hán triền miên.